Các khúc đó, các khúc đó nha. Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ review vài món xương xương để gọi là nghỉ dịch. Và hôm nay mình sẽ có một cái máy đặc, một cái máy tóc hơi bị đặc biệt. Bởi vì nghỉ dịch á, là nó đóng hết quán cắt tóc rồi. Vậy nên mình sẽ không có kịp cắt tóc. Nhưng mà các bạn đừng có kêu mẹ cắt tóc giùm nha. Mình cắt cái đó chắc thôi bỏ đi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả món trên bàn này. Đầu tiên nó chính là món mì xào cá viên chiên gì đó. Mì xào là không phải hải sản mà là mì xào cá viên. Đây là hot dog. Đây là dĩa đồ chiên. Dĩa đồ chiên rất là ngon. Và cái món mà mình thích nhất đó chính là tteokbokki. Vậy đó, tteokbokki rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào ăn thử và giới thiệu cho các bạn món này mình để sau. Đầu tiên là mì xào đi. Đây. Đây. Đấy. Và một vài đồ chiên. Ok. Bây giờ mình sẽ chấm từng ớt. Ui, đây mời các bạn ăn nha. Một viên cá chiên và một đũa mì. Rất là thơm, ngọt ngọt, mặn mặn, nó có mặn quá, rất là ngon. Mì này rất là ngon nè. Mì này nó dai dai, mặn mặn rất là ngon. Còn và cái viên này thì nó cũng còn nóng đấy, ngon lắm. Ngon. Đây là mình sẽ ăn ăn gì vậy? Sushi nha. Mình sẽ ăn một viên sushi. Không phải là viên nữa mà là gì? Một cuộn sushi chấm với cái macarena hay gì đó. Đây, rất là hấp dẫn nha. Không biết bạn có thấy hay không mà mình thấy là nó khá là ngon. Sushi rất khá là giòn. Giòn. Vừa miệng ha. Nghe cái gì nhỉ? Có hành cua nè. Như là cái cá viên cái gì á. Mình thấy được không? Khá là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn đến hot dog đi. Đây là một thanh hot dog. Hot dog phô mai Hàn Quốc cái gì đấy, rất là cam kềnh. Chấm gì vậy? Chấm nước. Đây, giờ mình sẽ ăn này. Khá là ngọt ngon. Xúc xích này á, nó khá là bự, nó bự hơn. Và cái lớp vỏ bên ngoài dù gì thì nó mới chuyển qua thì nhưng mà nó rất là giòn nha, giòn với lại nóng nóng ăn rất là ngon. Các bạn phải ăn thử cái hấp đất này một lần trong đời, quá là ngon. Và cái món tiếp theo là cái món đồ chiên thập cẩm ở đây đi. Thì mình sẽ ăn đầu tiên đó chính là cá viên. Mọi người cũng phải quen biết cái món này là cá viên đây. Đây, sẽ chấm cái này đó, chấm tương đen. Mời các bạn nha. Nó rất là thơm. Thơm. Và như vẫn bình thường. Nó rất là cũng ngon này. Và thứ hai là mình sẽ ăn xúc xích. Không hiểu lâu rồi.
Sách này. Ý. Đây. Đấy. Cái sách này thì mình thấy là nó cũng to, nó to không phải là giống cái sách ở trong cái thành phố Mai hot dog này. Giờ mình sẽ ăn thử. Ok, chấm với đường. Rồi các bạn ăn thích với mình nha. Xúc xích nó rất là gọi là nó thơm và cái lớp vỏ bên ngoài khá là ngon vì xúc xích là vậy rồi. Và cuối cùng sẽ ăn cái món là favorite của mình, món gọi là tteokbokki. Đây, ở trong đây có trứng nè, có chả cá, có vài, có bánh gạo, có thanh cua và nó có xúc xích nữa. Gì? Bây giờ mình sẽ ăn thử. Đó. À. Giờ đây là mình phải ăn cái bánh gạo này. Cái bánh gạo này. Đó. Rất là ngon. Cái bánh gạo này á, nó không cay lắm. Bánh gạo và cái cục bánh gạo thì nó mềm, cảm giác như là ở trong một cái miếng tả được nữa, rồi nó quá ngon rồi. Và thứ hai nó chính là chả cá, có vài loại cần sẽ ướp và cái nước sốt nó ăn. Chả cá mềm và còn cay cay, này cũng hơi cay cay, rất là hơi cay cay và nó ngọt nữa, rất là ngon. Và mình sẽ ăn cái trứng cút. Trời ơi. Ok, trứng cút chào nha. Béo béo, ngọt ngọt, cay cay, mềm. Trời ơi, Hi Chinh Nhu đang ở một thiên đường này. Ôi, ăn thêm rau vô. Hơi đã. Ok. Rồi. Xuất sắc. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp nè. Mình sẽ ngừng cái chuyện tại đây. Các khúc đó nha.
Các bạn ơi, video đến đây đã kết thúc rồi. Mong các mong các bạn rút ra cho mình khoảng mấy giây cả? 45 giây. Bạn subscribe cho kênh mình. Nếu mà chưa subscribe, subscribe ngay đi. Và hãy like mạnh đi. Và bây giờ thì bye bye.